Ở lứa tuổi nào cũng vậy, và đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, thì rất cần có một đôi mắt sáng để học tập thật tốt. Nhằm giúp các em biết gìn giữ đôi mắt của mình, các thầy cô ở Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức hội thi vẽ tranh cổ động với đề tài chăm sóc mắt học đường. Hội thi vẽ tranh diễn ra tại trường tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu. Có 50 bạn học sinh của các trường trung học cơ sở và tiểu học của 5 quận Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu cùng tham gia. Những ý tưởng, những thông điệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, bảo vệ đôi mắt được các bạn thể hiện bằng sắc màu và cọ vẽ trên những trang giấy trắng. Đang vẽ một bức tranh là về phòng chống bị cận thị. Phòng chống rất nhiều chơi game hay là tiếp xúc với môi trường xanh. Và khuyến cáo các bạn là hãy bảo vệ đôi mắt của mình bằng cách là chơi những thể thao trong lành, cho thật đẹp. Đồ là trùm màn để rồi lấy đèn bỏ để đọc sách rất là dễ gây, rất là dễ gây nguy hiểm cho mắt. Còn bây giờ là một số bạn là thường coi điện thoại, smartphone để giải trí, nhưng mà với một cái thời gian quá lớn là để làm tổn hại rất là nhiều cho mắt. Và sự sáng tạo, các tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thành và được trưng bày cho ban giám khảo và khán giả cùng thưởng thức, chấm chọn. Dù là chỉ 10 phút thôi nhưng mà ý tưởng rất là phong phú, cũng như là thời gian các bạn cô cũng lấy ý tưởng là độc đáo. Nên chưa được thấy mấy bức tranh cái đẹp phía ngoài bao giờ, thấy thật sự là nó rất đẹp. Mình có thể cảm nhận được ngay là những bức tranh đó như là nghệ thuật in 3D. Các bức tranh đẹp nhất, mang thông điệp rõ ràng, ấn tượng nhất đã được ban giám khảo hội thi chấm chọn để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Đã tham gia rất nhiều cuộc thi vẽ, nhưng không ngờ lần này lại được đạt giải, thật sự rất vui. Có thể nói vẽ tranh cổ động là một thể loại khó, và vẽ tranh về đề tài chăm sóc sức khỏe đôi mắt lại càng khó thể hiện hơn. Vậy mà thông qua những gam màu, những nét cọ, các bạn đã mang đến hội thi cũng như chuyển tải đến người xem những thông điệp hết sức trong sáng, đáng yêu và cũng đầy trách nhiệm về việc giữ gìn đôi mắt, vốn quý của cơ thể con người, là một việc làm quan trọng, cần thiết biết như nào. Qua hội thi, hy vọng các bạn học sinh sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe. Sau đây mời các em cùng xem tiểu phẩm Giữ gìn đôi mắt do các bạn học sinh trường trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ngũ Hành Sơn thể hiện nhé. Ơ này, sao hai cậu còn ngồi ở đây? Các bạn trong đội văn nghệ trường mình đâu cả rồi? Làm sao mà biết được? Chắc đang ở ngoài kia thôi, còn sớm mà. Này, cậu cứ suốt ngày dí sát vào màn hình điện thoại như thế thì hỏng mắt là cái chắc đấy. Hỏng là hỏng làm sao? Mắt tớ sáng như sao ấy, cả họ nhà tớ luôn, có làm sao đâu. Mắt kém là có số rồi. Cậu thật lắm chuyện, mắt cậu ấy tinh nhất lớp mình đấy. Lại còn cậu nữa, ngồi đọc sách như thế kia, không bị cận thị mới là lạ. Cậu đừng quan trọng hóa mọi chuyện lên ấy chứ, cậu không nhớ sao, mắt con người có khả năng tự điều tiết được cơ đấy. Các cậu cầm tin con cua đấy à, nó ngang không chịu được, mà hình như cậu bị cận thị rồi đấy. Sao cậu biết? Này nhé, tôi thấy dạo này cậu từng hay nheo mắt khi nhìn lên bảng, lại hay chớp mắt và dụ mắt nữa, cậu
cậu vẫn hay phàn nàn với tớ về chứng nhức đầu khi tự học trong lớp nữa mà. Cậu phải nói với bố mẹ cho đi khám mắt ngay đi. Thùy Duyên nói đúng đấy. Cận thị là một dạng của tật khúc xạ ở mắt đấy Thảo ạ. Người bị cận thị thì sẽ bị giảm thị lực khi nhìn ở xa. Ngoài ra, nó còn gây ra các triệu chứng khác như là mỏi mắt, nhức đầu, chóng mặt và kết quả học tập sẽ bị giảm sút đấy. Các cậu biết không, ngoài ra các nguyên nhân mắc phải thường do quá trình học tập và làm việc, cộng thêm các thói quen hợp lý như tư thế ngồi sai, điều kiện ánh sáng và bàn ghế ngồi không phù hợp, cộng thêm thói quen đọc sách, xem TV, chơi điện tử và sử dụng vi tính không hợp lý nữa đấy bạn ạ. Đúng rồi, để có một đôi mắt sáng đẹp và phòng tránh các tật khúc xạ thì tụi mình phải đảm bảo đủ ánh sáng khi học tập và đọc sách. Tuyệt đối không được đọc sách trong điều kiện thiếu ánh sáng. Tư thế ngồi học thì phải thẳng lưng, đầu cúi từ 10 đến 15 độ. Cần bố trí chiều cao bàn ghế phù hợp để khoảng cách từ mắt đến sách vở khoảng 30cm là vừa. Ngoài ra, cần có chế độ học tập và vui chơi ngoài trời hợp lý để mắt được nghỉ ngơi và điều tiết giữa nhìn gần và nhìn xa. Khi học, cứ 1 giờ phải nghỉ từ 10 đến 15 phút. Như ở trường chúng ta, cứ hết một tiết học lại được nghỉ 5 phút. Đó là thời gian để mắt chúng ta được nghỉ ngơi đấy. Khi xem TV, chơi điện tử không quá 60 phút mỗi lần và không ngồi quá gần sẽ gây ảnh hưởng tới mắt. Các bạn cần ngủ đủ từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, có nhiều rau xanh, trái cây cũng như các loại vitamin cho cơ thể. Phải đi khám, kiểm tra mắt mỗi 6 tháng một lần hoặc ngay sau khi có các biểu hiện nghi ngờ về mắt để kịp thời phát hiện và điều chỉnh tật khúc xạ. Tớ xin lỗi các cậu, cảm ơn các cậu. Từ nay tớ sẽ chú ý hơn về việc đó. Nào các bạn, tất cả tập trung lại cả đây. Chúng ta hãy cùng ôn lại tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho ngày hội truyền thông. Hãy ưu tiên chăm sóc đôi mắt của bạn. Chiều ai để đôi mắt khoe, xong xuôi tâm này các bạn em mình này không nên lâu hay cả ngày ai bao.